nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, sau đây là một câu chuyện có thật của một bác khán giả sống tại Xuân Lộc, Đồng Nai gửi về cho chúng con. Với mong muốn được dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cùng với mẹ Maria và hy vọng sẽ giúp quý cộng đoàn thêm vững tin vào tình thương của Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ. Xin nhờ Đinh Thập Tự chia sẻ giúp tôi. Tôi là một người Bắc, di cư năm 54, sống ở đời, bảo tôi tin cái này, theo cái kia, dễ gì tôi tin. Nhưng hôm nay, với tuổi đời gần 60, thật sự tôi phải thốt lên rằng, tôi tin thật 100% rằng có một vị thần hay còn gọi là một ông trời luôn yêu thương tôi. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện kỳ lạ nhưng có thật này, để biết đâu một ai đó đang tuyệt vọng nơi cuộc sống này, họ có thể vững tin vào ông trời mà đứng dậy cố gắng lên. Chứ tôi cũng chẳng ép ai phải tin câu chuyện tôi sắp kể đây. Chuyện là thế này, nhà tôi ở trụ sở ấp 1, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Gần nơi tôi ở có một nhà thờ nổi tiếng là nhà thờ Đồng Tâm hay còn gọi là nhà thờ Đỏ. Một lần tình cờ, một buổi chiều nọ, tôi xách chiếc xe Super Cup của tôi đi vòng vòng hóng mát. Tôi tạt ngang qua nhà thờ Đỏ này. Tôi thấy nhà thờ cũng khá đẹp. Tôi tắt máy, rảo bước vào khung viên nhà thờ. Hiện tại lúc này, nhà thờ đang được sửa chữa. Tôi không thể tham quan được nhiều. Tôi đành qua ngồi ghế đá khu vực tượng Đức Mẹ. Tôi thấy mọi người râm ran đọc kinh, thầm thì lí nhí cái gì đó trong miệng. Tôi cũng tôn trọng họ, im lặng ngồi xuống ghế đá, nghỉ ngơi một chút và bấm điện thoại cho vui. Ngồi một lát, có một người cũng trạc tuổi tôi, trong tay một chuỗi hạt. Chắc là ông anh này mới cầu nguyện xong, lại bắt chuyện với tôi. Nhưng không hiểu sao, hai người chúng tôi bắt chuyện và nói chuyện với nhau khá nhanh. Tôi cũng thích thú cách nói chuyện của anh. Tôi kể cho anh nghe về hoàn cảnh di cư của tôi, những đau khổ trong đời. Anh chia sẻ cho tôi về thời cuộc của gia đình anh năm đó. Trò chuyện một hồi lâu, tôi chào anh ra về. Tôi hẹn khi nào rảnh, tôi sẽ lại ghé thăm. Trước khi về, anh tặng tôi một tràng chuỗi có tượng Chúa. Anh nhắn tôi rằng, khi nào gặp đau khổ, chị cứ đem cái này ra và thì thầm rằng, con khổ quá, ông trời ơi, ông tới cứu giúp con với. Vì phép lịch sự, tôi cũng vui vẻ, ầm ừ nhận cho anh vui. Nhưng rồi, câu chuyện đó không đi vào dĩ vãng. 2 tuần sau, thằng con trời đánh của tôi đó, nó chơi kiếm tiền qua mạng gì đó, rồi túng quẫn quá, nó vay nóng của dân xã hội đen. Không biết thế nào, bọn đầu trâu mặt ngựa đó đến đập phá nhà tôi, hăm dọa vài ngày sau, nếu không trả tiền, bọn chúng sẽ giết thằng con tôi. Tôi hoảng loạn. Nhìn thằng con mà tôi ấm ức, biết kêu than khóc ai bây giờ. Lục lọi trong nhà có gì để bán mà trả nợ, chứ lãi mẹ đẻ lãi con, có tiền núi cũng không trả hết. Lục lọi mãi, bỗng dưng trong túi áo rớt ra cái chuỗi hạt mà ông anh bên nhà thờ Đồng Tâm tặng tôi. Ngồi trong đêm tối, tôi bật khóc vì sự túng quẫn, ngặt nghèo của mình, cũng như sự bất lực trong việc giáo dục con cái. Tôi nghe lời anh, bật khóc mà kêu lên rằng, con khổ quá ông trời ơi, ông trời có thương con, xin ông tới cứu giúp gia đình con với. Khi kể lại những lời này, cái cảm xúc đêm đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Lòng tôi nhẹ nhõm hơn, tôi tin rằng có ai đó sẽ đến giúp tôi, và rồi tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau, bọn vay nóng lại đến, chúng gõ cửa, tôi hoảng loạn mở cửa, chúng vào. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế mời họ ngồi, một cách sợ sệt, tôi không dám nhìn mặt họ. Tôi còn chưa dám van xin gì, một anh thanh niên đứng ra nói, cô à, lần này bọn tôi đến không phải phá nhà bà đâu, tôi chỉ muốn xin bà cho thằng con bà đi làm ăn với chúng tôi. Tôi càng sợ sệt hơn, van xin. Tôi quỳ lạy các anh tha cho con tôi. Nó sẽ làm việc trả nợ các anh đừng làm hại gì đến nó không thể làm việc phạm pháp đâu. Một anh thanh niên khác đứng ra nói nhỏ nhẹ rằng, không phải đâu cô, tụi con đến xin cô cho con cô đi bốc vác thôi. Thực sự khi nhìn hoàn cảnh gia đình cô, tụi con không nỡ. Cô yên tâm, chỉ là đi bốc vác thôi,
cứ làm đi rồi nợ nần tính sau. Chuyện lạ quá phải không quý vị, chính tôi cũng còn bàng hoàng khó tin cơ mà. Tôi không còn tin vào tai mình nữa, tôi vỡ òa trong sung sướng, tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Tôi chạy ra giữa sân và kêu to lên rằng, con cảm ơn ông trời nhiều, cả đời này con xin cảm ơn ông trời. Giờ thằng con tôi, thay vì lông bông không có việc làm, chơi bời lêu lỏng, giờ có nơi để lao động chân tay mà trả nợ nần, tôi cũng nhẹ lòng. Ngày hôm sau, tôi vui mừng đến tượng Đức Mẹ của giáo xứ Đồng Tâm, nơi lần đầu tiên tôi gặp ông anh đó. Tôi kể lại cho anh nghe câu chuyện gia đình tôi. Anh cười với tôi một nụ cười hiền hậu và chỉ vào nhà thờ đang sửa chữa. Ông trời thương chị lắm đó, chị cố gắng lên nghe. Nhìn ngôi nhà thờ đang sửa chữa, giờ tôi mới thấm thía. Sống ở đời này, cuộc sống bấp bênh lắm. Tôi phải biết chạy đến với một người bảo vệ tôi chứ. Quý vị thân mến, có thể quý vị không tin câu chuyện của tôi, nhưng đó là sự thật. Nơi giáo xứ Đồng Tâm này, tôi được ơn tin ông trời. Tin ông trời nhờ cái tràng hạt mà ông anh đó tặng tôi. Tôi cầu chúc cho những ai đang vất vả với cuộc sống này, tìm được gặp ông trời như tôi đã gặp. Kính thưa cộng đoàn, nếu cộng đoàn muốn chia sẻ những cảm nghiệm, tâm tình và hồng ân Chúa đặc biệt trong đời sống, thì có thể gửi bài viết về địa chỉ email dinhthaptu@gmail.com. Chúng con sẽ dựng video phục vụ cộng đoàn hoàn toàn miễn phí. Mến chúc quý cộng đoàn luôn bình an trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.